Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của khối không khí lạnh vẫn còn hoạt động nên trong đêm nay nền nhiệt các tỉnh thành miền Bắc vẫn duy trì ngưỡng thấp. Ở Lạng Sơn và Cao Bằng mức nhiệt chỉ trong khoảng 16 độ. Trong khi đó các khu vực còn lại nhiệt độ dao động trong khoảng 18 cho đến 19 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí duy trì mức cao trên 80% khiến cho trời vẫn khá là rét. Còn trong ngày mai, một khối không khí lạnh mới lại được tăng cường thêm xuống nước ta. Vì thế, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Bắc chỉ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Trời vẫn rét cả ngày. Và dự báo đợt rét này ở miền Bắc còn kéo dài liên tục đến khoảng ngày 8 tháng 12. Ở miền Trung, trong đêm nay và sáng sớm mai, dọc từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định vẫn có mưa, mưa rào, nhưng lượng thì không lớn. Kèm theo đó là tình trạng mây nhiều vẫn bao phủ hầu khắp các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận khu vực của Khánh Hòa. Mây nhiều và vẫn còn mưa nên nhiệt độ đêm nay ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn chỉ từ 19 cho đến 21 độ, trời rét về đêm và sáng. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ đêm là 23 đến 26 độ. Sang ngày mai, thời điểm sáng và trưa, miền Trung tạm giảm mưa, nhưng chiều và tối mai, miền Trung sẽ có mưa trở lại ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Định, với lượng mưa phổ biến là dưới 50mm. Do có mưa nên ngày mai, nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mức nhiệt là 24 đến 26 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ ở ngưỡng là 27 cho đến 29 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, mức nhiệt cao 30 đến 32 độ. Dự báo, trong đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều chỉ có mưa ở một vài nơi. Ngay cả chiều tối mai, cả hai khu vực cũng chỉ có mưa cục bộ nhưng mà lượng không đáng kể. Sang ngày mai thì trời nắng ráo. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 27 cho đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ chiều mai sẽ tăng lên ngưỡng là 31 đến 34 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ trưa vào chiều ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Đến chiều và đêm mai, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía tây huyện đảo Trường Sa sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.